Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ok, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái sự kiện Thịnh Vượng Thuyền Rồng anh em. Thì mình muốn share cho anh em xem là chỉ cái việc như cái video trước mình có làm là anh em chỉ việc thu gom và đánh AB miễn phí thì anh em sẽ hoàn thành full những cái cột mốc như thế này. Thì ở trong cái sự kiện này nó diễn ra cái công việc hàng ngày thì anh em sẽ có là 5 ngày. Nhưng mà sự kiện thì nó sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày anh em. Bởi vậy cho nên là rút kinh nghiệm cho những cái event lần sau tương tự thì cái nhiệm vụ mình làm cũng tương tự và những cái mẹo chơi sự kiện nó cũng y chang tương tự như thế này. Không có gì thay đổi cả. Thì ok, ở đây mình sẽ review sơ lược lại một lần nữa để cho anh em cùng nắm. Thì cái công việc hàng ngày thì anh em chỉ cần đăng nhập vào đủ 5 ngày thì anh em sẽ nhận full mốc. Thu gom tại chỗ thì nó tính số lần. Cứ một lần anh em thu gom và quay về không tính số lượng tài nguyên thì anh em sẽ làm full mốc cái này. Thì nói chung là nó cũng đơn giản anh em. Số lượng tài nguyên thì chắc chắn là trong vòng 7 ngày mình sẽ thu gom được 5 triệu tài nguyên rồi, đó là thực sự rất là đơn giản. Cái học viện sức mạnh kỹ thuật tăng lên thì cái này là nâng cấp trong học viện. Nâng cấp trong cái này nè anh em. Đó. Thì anh em lưu ý là mình cứ update những cái nhỏ nhỏ thôi, mình nâng cấp đợi đến ngày thứ 7 mình hoàn thành, là ngày cuối cùng là ngày hôm nay nè, mình ví dụ thế. Thì anh em hoàn thành thì anh em cũng sẽ đạt được full cái mốc này. Một cái mình muốn chia sẻ với anh em ở cái chỗ sức mạnh kỹ thuật tăng lên 100.000. Làm sao mình biết cái sức mạnh mình nâng cấp cái học viện nó lên 100.000? Thì ở đây anh em xem cái này anh em sẽ thấy nè anh em. Đây mình sẽ ví dụ như thế này. Đó, anh em xem chỗ cái sức mạnh cộng thêm cái dòng màu xanh. Ví dụ cái này mình nâng cấp thì nó sẽ cộng cho sức mạnh cho mình là 2926. Đó, tương tự như vậy thì anh em sẽ biết được mình nên nâng cấp những cái gì để cho nó đạt lên 100.000. Sang ngày thứ hai thì dùng điểm hành động thì rất đơn giản. Anh em có thể rally pháo đài sau đó hủy, hoặc là đánh man rợ sau đó hủy cũng được. Nhiệm vụ đánh man rợ này thì để hoàn thành 300 trong vòng 7 ngày nó rất là đơn giản anh em. Cũng không khó đâu, đánh AB miễn phí là đủ 300 con man rợ rồi. Sức mạnh đội quân tăng lên thì cái này thì anh em chỉ cần chen từ ngày thứ hai tới ngày thứ bảy, ngày cuối cùng là nó cũng đủ 100.000 điểm à. Cái này nó cũng đơn giản anh em. Sang ngày thứ ba thì đánh pháo đài barrier 30 lần, trợ giúp đồng minh 20 lần, trợ giúp đồng minh 400 lần, là anh em nhấn hit thép á, nhấn hết ở đây nè anh em, nhấn hết ở cái phần này nè, đó thì là anh em sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Và một cái nữa là hoàn tất 20 lần, hoàn tất đóng góp ở liên minh. Đóng góp ở liên minh thì anh em đóng góp cái này, donate cái này thì anh em sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ đó. Sức mạnh xây dựng thì cái này anh em chỉ cần nâng cấp xây dựng thôi. Cái này nó cũng đơn giản, đợi thứ ngày thứ bảy hoặc là cái ngày đầu tiên khi mà anh em đã nắm được cái nhiệm vụ của nó rồi thì cái ngày đầu tiên anh em nâng cấp. Đợi đến ngày thứ bảy thì anh em có thể, nếu mà nâng cấp nó chưa xong thì anh em có thể dùng xe buýt để anh em úp cho nó, để cho nó đạt đủ. Sang cái ngày thứ tư, ngày thứ tư thì dùng tăng tốc. Tăng tốc anh em có thể tùy, anh em có thể dùng tăng tốc cho việc chen lính, huấn luyện, xây dựng, tất cả nó đều tính cho anh em hết. Cái này mua 5 món, mua những đồ chạm đưa thư. Thì cái này cũng đơn giản, anh em kể từ ngày thứ tư đến ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì anh em có 4 ngày để mua. Thì 4 ngày đó thì anh em cũng sẽ mua nó cũng là hoàn tất rồi. Cái này cũng không có gì phải phức tạp. Huấn luyện lớn càng hợp với cái sự kiện sức mạnh đội quân tăng lên, anh em nó trùng với nhau nè. Thì anh em cứ đợi ngày cuối cùng để anh em xử lý hết những cái mà nó còn tồn lại là nó ổn hết, ok hết. Đánh lính gác thì đơn giản, anh em chỉ cần kéo một đạo, kéo 5 đạo đi đánh một lần, đánh 2 lần, 3 lần là sẽ đủ, 3 lần đúng không? Lính gác 10 lần, anh em đánh 2 lần 5 đạo là sẽ đủ, sau đó thu gom chữ thôi. Nhận quà liên minh, nhận quà liên minh thì trước cái ngày thứ tư thì anh em để dành lại, đừng có nhận quà. Mình canh sao cái thời gian nó không chạy hết cái hộp quà là được. Đây cái quà này, nó có cái thời gian này, hết hạn sau bao nhiêu tiếng đó, 24 tiếng đó, thì anh em canh. Thì để sang cái ngày thứ năm anh em nhận là nó sẽ đủ. Đối với những cái liên minh mà ít quà thì anh em phải canh như vậy thì anh em sẽ nhận được 50 quà liên minh. Thu gom tài nguyên trong thành phố, cái này thì rút cũng là đơn giản. Ok, sau khi hoàn thành được 5 cái nhiệm vụ như thế này thì phần thưởng sẽ là có những gì. Phần thưởng khi mà anh em full mốc 100% thì anh em sẽ nhận được 100 tượng chỉ huy tím.
Ok, rất là đơn giản. Còn cái event thì cái này thì sau khi anh em đạt cấp độ 25 thì anh em sẽ nhận được full mốc gồm 35 tượng cam. Cái đó là cái quan trọng nhất nha anh em. Và khi anh em bỏ 7k game ra để anh em nhận quà thì anh em cũng sẽ nhận lại đủ 7k game lại, có nghĩa là anh em sẽ không bị mất game. Nhưng mà một số anh em có hỏi là nếu mà anh em không đạt được ở cái cấp độ tối đa thì hệ thống nó có hoàn game cho anh em khi mà anh em bỏ 7k game nên anh em mua không, thì không nha anh em. Mở trước mở sau thì anh em cũng sẽ nhận được. Ví dụ anh em đang ở cái cấp độ 19 thì sang ngày sau anh em đạt cấp độ 20 thì anh em vẫn nhận được cái phần thưởng thêm ở cái phần mở game. Ok, cái video review lại những cái nhiệm vụ quan trọng. Nếu mà anh em thấy hay cho mình xin một like, một sub kênh thì mình có động lực mình làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi, xin chào anh em nhé.